bánh mềm, mì cứng ha, ngon tuyệt vời. Dùng 120g bơ lạc. Bây giờ các bạn đánh cho bơ nó tan ra ha. Mình cho vô 100g đường bột, cho vô một quả trứng, cho thêm hai lòng đỏ trứng gà. Bây giờ mình sẽ đánh tan nó ra ha. Rồi các bạn cho một muỗng cà phê vani. Rồi mình tiếp tục đánh cho đều. Đây mình dùng là 200g bột mì. Bây giờ các bạn trộn đều ha. Mình làm bánh quy thì các bạn làm một nặng, nếu có vài trứng các bạn nhỏ thì mình tăng thêm sữa. Ok, còn gì là được nữa ha. Rất là đẹp. Các bạn chuẩn bị lò trước ở nhiệt độ 170 độ C, mình sẽ nướng 15 phút. Quá thơm, thơm quá đẹp. Bánh rất là đẹp, quá đẹp, quá thơm luôn. Ồ, bánh của mình rất là thơm. Với công thức này các bạn có một muỗng bánh theo ý muốn của nhà mình. Rất là ngon. Một bánh để ăn Tết rất là hấp dẫn. Rất là ngon các bạn.